vô tới nhà luôn ha, ô tô vô tới nhà mình luôn nha cô chú anh chị. Ô tô vô hẻm này hướng 759 nè, ở qua nhà mình đây ha, ở nhà đây quẹo qua đây đi thẳng ra ngoài Hương Lợi, qua ngoài đường chiến lược luôn ha. Đó, nhà ô tô vô tới nơi mà chỉ có bị 650 triệu thôi, ngang nha, năm dài tám ha. Xin chào quý cô chú anh chị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành, kênh YouTube chuyên review bất động sản tại Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay Vũ Hồng sẽ giới thiệu cho cô chú anh chị và các bạn một căn nhà ở đường Hương Lộ 2. Căn nhà này thì mình có thể đi vào bằng đường Hương Lộ 2 cũng được, hoặc đi đường chiến lược cũng được ha. Nhà mình nằm gần chợ Bình Trị Đông cũ, và căn nhà có kích thước ngang là 5m và chiều dài là 8m, nằm ở vị trí góc hai mặt hẻm, hẻm ô tô vô tận nhà luôn ha. Căn nhà này chủ nhà đang kêu bán với mức giá là 1.650.000.000 giá chốt bán ha. Nhà có một mặt hướng chính là hướng nam và một mặt là hướng tây. Nhà mình thì có hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh ha. Ở dưới trệt thì để trống, diện tích nhà rất rộng, nhà thuộc khu dân cư hiện hữu nha. Bây giờ Vũ Hồng sẽ review toàn bộ căn nhà này cho cô chú chị bạn xem ha. Cô chú chị bạn, và cái hướng này mình sẽ đi thẳng qua bên kia và rẽ phải là ra hẻm 344 đường Hương, đường chiến lược, và đi thẳng là qua chợ Bình Trị Đông cũ nha. Nhà này nằm hoàn toàn trong khu dân cư hiện hữu, ổn định ha, không bị quy hoạch giải tỏa nha. Và cái hẻm này mình sẽ đi ra hướng ngoài đường Hương Lộ 2 nè, 759 Hương Lộ 2, chỗ chân bóng đá Bình Tân, gần bệnh viện Bình Tân ha. Là ô tô vô tới nhà luôn nha cô chú anh chị. Và nhà mình thì hồi đó là chung thửa đất với căn phía sau, nhà sau thì người ta làm sổ rồi. Do căn nhà này chủ nhà không có tiền làm nên chủ nhà để bán luôn ha. Thì bây giờ mua bán thì mình ra văn phòng thừa phát lại để lập vi bằng và lập văn bản chuyển nhượng nha. Xin nhắc lại, nhà mình chiều ngang là 5m, chiều sâu vô là 8m ha. Nhà mình thì có kết cấu một trệt với một lầu, gồm hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Có cái sân phía trước, sân trước thì được lợp bằng ngói ha. Ở ngoài thì dán đá cao lên đến lầu 1 luôn rồi. Ở nhà có hai lớp cửa bảo vệ, ngoài là lớp cửa sắt bốn cánh, trong là lớp cửa sắt bốn cánh với kính. Nhà mình thì mới vừa được nâng một cái hẻm, cái khu sân, cái khu vực sân này nâng lên chút xíu cho nó cao hơn mặt hẻm nha cô chú anh chị, cho nó bằng ở bên trong luôn. Đó, hẻm cao ráo không ngập nước ha, khu yên tĩnh. Đó, ở thì rất là tuyệt vời luôn. Xem như giá cũng cực kỳ ok luôn ha. 1.650.000.000 mà có căn nhà ngang là 5m, chiều dài là 8m ha. Đó, đây là sân phía trước của nhà mình đây. Nhà điện chính nước chính, mua bán là ra văn phòng thương phát lại để lập phi bằng nha cô chú anh chị. Là lập văn bản chuyển nhượng ha. Mình yên tâm, nhà này là không tranh chấp, cam kết không tranh chấp, không có quy hoạch giải tỏa gì hết nha cô chú anh chị. Mà giá nhà thì cực kỳ hợp lý luôn. Đó, sân trước của nhà mình đây. Thì ở đây là lúc trước có cái cửa bốn cánh nè, chủ nhà tháo ra để làm cái phần gạch này là cao lên cho nó bằng ngoài với trong cho nó đẹp và dễ sử dụng nữa. Cửa thì vẫn còn để cánh cửa, bốn cánh cửa ở đây ha. Ở đây hai miếng đá hoa cương nè, được để đây mình làm để tivi. Rồi bên đây thì để chỗ thờ. Đó, nhà thì ở dưới này có hai cửa sổ, trên lầu có hai cửa sổ, trên lầu có hai nhà vệ sinh nha cô chú anh chị. Ở một nhà vệ sinh với hai phòng ngủ, tổng cộng ở nhà mình có hai nhà vệ sinh ha. Chiều ngang 5m và chiều dài 8m nha. Đó, cô chú chị bà theo, hai nhà vệ sinh ha. Gian bếp nhà mình cũng cực kỳ rộng rãi ha. Và cái hướng này mình sẽ đi ra cái hẻm ở ngoài, đi ra là vô Hương Lộ, ra ngoài Hương Lộ 2 nha. Nhà mình do nhà mình nhà đúc nên chủ nhà không có dựng trần thạch cao ha. Đây khu vực nhà vệ sinh của mình đây, bồn cầu liền khối, tường nhà vệ sinh cũng dán cao lên 1m8 rồi nha. Tường nhà mình thì ở phía sau bếp dán 1m6, còn ở phía trước là dán cao là 1m5. Nhà thì rộng rãi, rất rộng rãi luôn nha. Ở phân khúc 1.650.000.000, đối với chú chị bạn tìm ra một căn nhà thứ hai nằm trong khu dân cư hiện hữu không bị giải tỏa. Đó, nằm hiện hữu và không bị giải tỏa mà giá này đó, đảm bảo với cô chú chị bạn sẽ không bao giờ tìm được căn thứ hai mà gần trung tâm, gần chợ, gần trường học, gần bệnh viện ha. Rồi căn nhà này Vũ Hồng xin nhắc lại địa chỉ của căn nhà mình, đó là 759/17/21 đường Hương Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà nằm gần chợ Bình Trị Đông và gần nhiều trường học ha cô chú anh chị, thuận tiện di chuyển vào quận 6, quận 5, quận 11, quận Tân Phú.
Nhà thì đặc biệt hẻm trước nhà là hẻm lớn, và hẻm bên hông cũng hẻm lớn, ô tô đi tới nơi tới nhà mình nha, hẻm 5 mét hả cô chú anh chị. Và cầu thang đi lầu là ta dựng bằng sắt, mặt đi bằng đá hoa cương. Phía trước nhà thì có cái ban công rộng rãi và có sân ở ngoài được lợp bằng ngói tự nhiên ha. Hướng nhà mình là hướng nam hả cô chú anh chị, bên kia là hướng tây. Rồi đây là khu vực phía trước của nhà mình đó ha. Ở nhà nằm vị trí góc hai mặt hẻm ha, rất là ok luôn nha, thuận tiện buôn bán nhỏ lẻ ha. Rồi cửa nhà mình trên lầu là cửa sắt nha. Trên lầu thì có hai phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Ở hai phòng ngủ thì một hai phòng ngủ một nhà vệ sinh. Đó, nhà vệ sinh thì sử dụng chung cho phòng phòng trước với phòng sau luôn. Ở ngoài thì có chỗ để máy giặt ha. Đó, phòng phía trước thì có hai cửa sổ, phòng phía sau có một cửa sổ nha. Cửa thì xài bằng cửa gỗ. Đó, cửa sổ thì song sắt bảo vệ luôn nha. Đó, phòng thì cũng khá rộng ha. Ở trên đây nếu mình cần là 3 phòng mình vẫn làm được 3 phòng chia thành 3 phòng nha. Đó, phòng thì khá rộng ha. Nếu mình cần chia thành 3 phòng thì mình dời cái phòng này nhỏ lại chút xíu, chờ qua đây một phòng, chia bên đây bớt một miếng nữa thì mình làm được 3 phòng nha cô chú anh chị. Hoặc mình lấn hết ban công ra ngoài luôn thì mình làm được một phòng. Đó, cái cửa sổ phòng này thì có song sắt bảo vệ và có lưới chống mũi luôn ha, bên trong là lưới chống mũi đó cô chú anh chị. Và đây là nhà vệ sinh, ở ngoài là chỗ để máy giặt, thì bồn nước để trên ha, mà ở đây là ống nước đi xuống nè. Từ nhà vệ sinh này thì cũng được dán cao lên 1m8 rồi ha. Xin nhắc lại là căn nhà địa chỉ 759/217/21 đường Hưng Lộ 2, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, gần chợ Bình Trị Đông. Chủ nhà đang chưa bán với giá 1.650.000.000 hả cô chú anh chị. Kích thước ngang là 5m và chiều dài là 8m. Cô chú anh chị bạn nào đang có nhu cầu thì sở hữu một căn nhà chiều ngang 5m, một trệt một lầu đúc, thì mình liên hệ với Hồng để mình đi xem căn nhà này nha. Nhà này thì hẻm ô tô vô tới nhà luôn, gần chợ, gần bệnh viện, gần trường học. Về hình thức mua bán thì mình sẽ ra văn phòng thừa phát lại để lập vi bằng và lập văn bản chuyển nhượng ha. Nhà thuộc khu dân cư hiện hữu ổn định nha, không bị quy hoạch giải tỏa. Ở căn phía sau nhà mình thì người ta làm sổ rồi. Ở đây thì do chủ nhà không có tiền nên chủ nhà không có làm sổ nên chủ bán luôn hả cô chú anh chị. Và cô chú anh chị bạn nào quan tâm căn nhà này thì nhớ liên lạc với ông để đi xem nhà sớm nha. Số điện thoại 0933797979, kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành nha. Cô chú anh chị bạn xem kênh mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để ủng hộ Vũ Hồng nha. Đó, còn muốn đi xem nhà, đặt hẹn xem nhà thì liên lạc với Vũ Hồng để mình đi xem nhà ha, gặp chủ nhà để làm việc nha. Một căn nhà quá tốt ha. Rồi chúc cô chú anh chị bạn có nhiều sức khỏe và mua được những căn nhà ưng ý với mức giá rất hợp lý ha, trên kênh YouTube Nhà Đất Sài Thành nha. Rồi Vũ Hồng xin chào và xin hẹn gặp lại cô chú anh chị và bạn ở những cái video review nhà lần sau ha. Xin chào nha.